Em xin giới thiệu, đây là thớt Aqua Laser đến từ thương hiệu Panasonic, hay còn gọi là thớt lọc âm, lọc xì. Model là Panasonic D50. Kích thước của thớt này như sau: chiều ngang là 36 cm, hậu sâu 28 cm và chiều cao là 9 cm. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật, made in Japan, sử dụng nguồn điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V thì liên hệ, em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho mình. Kích thước của thớt lọc âm này như sau: chiều ngang là 36 cm, chiều cao là 9 cm, hậu sâu 28 cm. Em sẽ quay gần cho các bác xem ngoại hình của thớt này. Dãy tầng của cái thớt lọc này rất là rộng. Chỉnh bass chép mic qua tầng số lọc hoặc là chế độ mặc định equalizer bên này. Vì sao mình cần mua một cái thớt lọc âm hay là thớt equalizer như vậy để kết nối với bộ dàn âm thanh nhà mình? Đơn giản là dùng để cải thiện chất lượng âm thanh nha, cho tín hiệu âm thanh nghe hay hơn, đúng gu hơn, chỉnh bass chép mic theo nhu cầu dễ dàng hơn. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Sử dụng điện 100V, kết nối với tất cả các loại âm ly đều phù hợp. Tại vì thất lọc này kết nối bằng dây AV. Khi các bác chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình dây AV, dây xịn của Nhật nha. Quà tặng khuyến mãi chỉ khi mình chuyển đủ thôi. Panasonic D50, hàng nội địa Nhật, made in Japan. Đèn equalizer dãy tầng rộng, nhẹ rất là đẹp. Tùy chỉnh theo gu, theo sở thích và theo từng thể loại nhạc khác nhau. Bass chép mic mặc định hoặc là bass chép mic theo nhu cầu. Trước khi ship hàng đi, nhân viên em sẽ làm một cái clip test lại sản phẩm và hướng dẫn mình cách sử dụng cũng như là ngoại hình của thớt này một lần nữa, rồi mới ship hàng cho mình, đóng gói cẩn thận, đóng bằng thùng xốp toàn bộ nha, nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mua hàng bên em. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác có thể cọc trước 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cặp dây AV, dây xịn của Nhật. Và bây giờ em xin kết thúc clip. Cần xem nhiều sản phẩm khác nữa, cần tư vấn, vui lòng vào Zalo giúp em.